Thưa quý vị, hiến tạng là nghĩa cử nhân văn giúp hàng chục nghìn bệnh nhân cần ghép tạng được cứu sống. Câu chuyện bé Hải An hiến rác mạc sau khi qua đời đã tạo nên sức lan tỏa lớn khiến con số người đăng ký hiến tạng tăng đột biến. Chỉ trong một thời gian ngắn mà số lượng người tình nguyện đến hiến tạng đã lên tới 1.000 người. Tuy nhiên, gần đây dư luận lại tranh cãi về câu chuyện một trường hợp bà hiến thận cho cháu gái nhưng phải tự chi trả 17 triệu tiền chi phí để làm thủ tục xét nghiệm. Điều này khiến nhiều người e ngại bởi đã hiến tự nguyện lại còn mất phí. Thực hư của câu chuyện này ra sao? Liệu có phải là có tiền thì mới được hiến tặng và ghép tặng? Trong chuyện tối nay chúng tôi muốn bàn về vấn đề này với sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Bộ Pháp chế Bộ Y tế. Xin chào ông. Vâng, à, qua câu chuyện vừa rồi thì liệu cái việc một người à, tự nguyện hiến tặng mà lại phải mất đến 17 triệu đồng thì mới được quyền hiến à, cái này thông tin này có chính xác không ạ? Tôi có thể khẳng định ngay đây là các cái thông tin uh, suy diễn bởi vì nó không phù hợp với lại cái tinh thần uh, của pháp luật cũng như là không phù hợp với lại cái thực tiễn hiện nay. Bởi vì là trên thực tiễn hiện nay đấy thì uh, theo quy định pháp luật uh, chúng ta có hai cái hình thức uh, hiến bộ phận cơ thể người. Cái hình thức đầu tiên là đối với lại những cái người mà cho chết não như trường hợp của bé Hải Anh thì những cái trường hợp đó đấy thì người ta không tính toán đến cái chuyện xét nghiệm hay không xét nghiệm bởi vì đến chỉ đến khi mà đã về với thế giới bên kia thì chúng ta bắt đầu mới làm các cái thủ tục để ghép và lấy cái tạng của người đó ghép cho người khác. Còn trường hợp thứ hai ấy, là cái trường hợp mà hiến tạng khi còn sống. Thì đối với lại trường hợp hiến tạng khi còn sống ấy, nó lại có hai một cái trường hợp nữa. Một cái trường hợp là hiến tạng của người trong gia đình cho nhau, tức là của bố cho con, của con à, cho mẹ à, của anh chị em cho nhau. Thì các cái trường hợp này người ta tính vào cái kinh phí trọn gói cho cả cái ca hiến ghép đấy cho nên không có cái chuyện bóc tách tức của cái người hiến phải bỏ tiền ra thế xong thì là giả tiền cho các cơ sở khám bệnh như vậy là không có thật. Còn cái trường hợp nữa là trường hợp ghép, à, tức là hiến cho cái trường hợp vô định, tức là tức là không tức là mình hiến bộ phận cơ thể mình khi còn sống cho bất kể ai, tức là không cần biết là người đó là ai. thì cái trường hợp đấy có thể nói là trong suốt 12 năm thực hiện cái luật về hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác thì trung tâm điều phối quốc gia và các bộ phận cơ thể người mới ghi nhận được có 5 cái trường hợp hiến thế nhưng mà cả năm cái trường hợp hiến này đấy thì đều cho vô định nhưng mà không đủ các cái điều kiện sức khỏe ngay nhìn bằng cảm quan thôi cho nên chúng ta cũng chưa tiến hành cái việc là xét nghiệm cho các cái đối tượng đối tượng đó và kể cả có trong trường hợp mà các đối tượng đó có hiến đi chăng nữa thì cái trung tâm điều phối quốc gia và các bộ phận cơ thể người sẽ ứng ra cái tiền để xét nghiệm các cái chỉ số sinh học của cái người đó và sau đó đấy thì nó tính vào cái ca ghép cho cái người nhận cái bộ phận cơ thể người mà người đó hiến, Thế cho nên chúng tôi có thể khẳng định đây là các cái thông tin không chính xác. vâng như vậy là chúng ta có thể hiểu cụ thể câu chuyện này chính là cái số tiền dùng để chi trả cho cả ca hiến lẫn ghép đúng không ạ? do cho ca phẫu thuật đúng không? vâng, nó sẽ tính trọn gói trong cả cái ca đấy. À, vâng à, hiến tạng là một cái nghĩa cử cử cao đẹp mà rất là nhiều người đề cao và à, tại sao mà ngày nay thì chúng ta chỉ khuyến khích cái việc hiến tạng từ người chết não chứ không khuyến khích từ những cái người mà vẫn còn đang sống ạ. À, có thể nói rằng là à, với cái việc là chúng ta khuyến khích cái người chết não thì nó y như là các cái quốc gia đã phát triển. Hiện nay là ở các cái nước châu Âu thì trên 92% cái người mà hiến là từ các cái ca chết não, việc cây hiến từ cái chết não đấy ấy, thì chúng ta sẽ lấy được rất nhiều các cái bộ phận cơ thể người của người chết não, ví dụ như là tim, gan, phổi, thận và một số các cái bộ phận khác và khi mà đã có cái vấn đề như vậy rồi thì nó không liên quan đến cái sức khỏe và tính mạng của người hiến sống, bởi vì cái chúng ta đấy là cái cơ thể sống, hay chúng ta có hai quả thận hai cái thủy gan, nếu chúng ta hiến một quả thận, hiến một cái thủy gan đi thì bản thân cái sức khỏe của cái người hiến đó nó cũng bị ảnh hưởng bởi vì cái quả thận đấy còn lại nó phải làm thay cái chức năng của quả thận kia và rõ ràng là cái này thì các cái nhà chuyên môn về mặt y học người ta không có cái sự khuyến khích bởi vì khi hiến xong đấy thì cái sức khỏe và tính mạng cũng như tuổi thọ của cái người hiến khi còn sống thì sẽ giảm sút đi rất là nhiều và đây cũng là một cái yếu tố mà có thể nói là nó không thể hiện được cái tính nhân văn hoặc là nhân đạo trong cái quá trình thực hiện cái hiến cái bộ phận cơ thể người cũng như chúng ta không khuyến khích các trường hợp đó. Vâng, gần đây thì cũng có một thông tin nữa là một cô sinh viên thì đã phải nói dối bác sĩ là mình có đủ 300 triệu để xin được hiến tạng từ một người đã chết não. À, thì đây có phải là một thông tin chính xác hay không ạ? Cái này thì nó cũng có một phần, tức là mang cái yếu tố chính xác bởi vì cái cô đó đấy là cũng rất muốn là được ghép cái bộ phận cơ thể người của người cho chết não từ Hà Nội. Tuy nhiên thì bệnh viện là chờ đấy cũng đã vận động được các cái nguồn tài trợ và sẽ chi trả cho toàn bộ cái ca ghép đó. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng là để có được một cái ca ghép thì trung bình quãng độ từ 1 tỷ cho đến tỷ rưỡi, có trường hợp phải đến 2, 3 tỷ. Chưa nói là sau khi ghép là chúng ta phải uống cái thuốc chống thải ghép hàng hàng tháng, mỗi một tháng là răm 7 triệu hoặc là chục triệu, tức là rất là tốn tiền để thực hiện cho các cái, cái trường hợp này thế thì đối với lại để có một cái ca ghép là chúng ta phải bỏ cái kinh phí ra để chúng ta lấy cái bộ phận cơ thể người từ cái người cho chết não xong rồi chúng ta lại phải dùng các cái thuốc chúng ta lại phải có cái công cụ để chúng ta bảo quản cái bộ phận cơ thể ghép đấy xong bắt đầu lại làm một cuộc hành trình từ thành phố hồ chí minh à, từ hà nội vào thành phố hồ chí minh qua cái sau đấy thì cái ca cái cái, cái cái bộ phận mà ghép ở Thành phố Hồ Chí Minh đấy là người ta phải có hàng trăm các cái giáo sư kể cả các cái thiết bị hiện đại nhất để có thể ghép cho được. Thế rồi cuối cùng chúng ta phải sử dụng các thiết bị các cái máy móc rất nhiều các cái bộ phận mới có thể thực hiện được một cái ca ghép. Cho nên là để có được một cái người hiến cũng khó, nhưng mà để ghép được cái trường hợp đấy về mặt kỹ thuật lại càng khó hơn. Nhưng mà chúng ta lại còn phải có các cái chi phí để chi cho cái ca ghép đó bởi vì không có một cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh nào tự mình mà có đủ cái kinh phí để chi cho các cái cuộc ghép này. Vâng à, như vậy qua trao đổi của ông thì có thể thấy là để thực hiện được một ca ghép tạng thì sẽ phải tiêu tốn rất là nhiều chi phí. Tuy nhiên thì trong câu chuyện này cũng vẫn có rất là nhiều người cảm thấy bức xúc bởi vì là cái người cho thì đã cho miễn phí rồi. Vậy thì bệnh viện sẽ dựa trên cơ sở nào để thu phí của người được ghép tạng và nó có cái tiêu chí hay là có một cái mức chi phí cụ thể nào hay không ạ? hiện nay đấy thì bảo hiểm y tế là chưa chi trả cho các cái trường hợp này, Thế cho nên là các cái cơ sở à, khám bệnh chữa bệnh mà đủ cái điều kiện để ghép cái bộ phận cơ thể người thì phải có một cái tính đúng, tính đủ các cái chi phí mà mình bỏ ra. ví dụ như là các cái chi phí liên quan đến cái lấy tạng à, của cái à, người hiến sau khi chết não, à, trong đó thì nó có các cái loại thuốc, trong cái đó nó lại có cái các cái kỹ thuật về mổ, các kỹ thuật về à, bảo quản các cái 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 cái, cái, bộ phận cơ thể người để lấy đó xong rồi các cái chi phí về cái vận chuyển trong các cái chi phí ở bên này liên quan đến cái việc mà cho cái người được nhận đấy cũng phải có cái gây mê rồi lại mổ xong lại ghép thế và rất nhiều các cái thiết bị dụng cụ hiện đại mà có thể được sử dụng với đây là một cái cuộc đại phẫu thuật chứ không phải là một cái đại phẫu hay là trung phẫu hay là tiểu phẫu à, cho nên là rất tốn kém và chúng ta làm cái việc này đấy là đây là việc làm mang tính chất nhân văn, cho nên không có một cái bệnh viện nào mà lại tính phí là để có cái thu lợi ở trong các cái trường hợp này. À, có thể nói rằng là à, cái việc làm đấy là việc làm rất là là nhân đạo và nó thể hiện à, được cái việc là chúng ta mong muốn được cứu sống cho cái người mà có cái nhu cầu ghép nhưng mà chúng ta cũng lại phải tính tới các cái yếu tố kinh tế tức là phải tính đúng tính đủ để bảo đảm được cái lấy thu bù chi à, cho các bệnh viện đó để bệnh viện đó có điều kiện để tiếp tục lại ghép cho những người khác nữa. À vâng, tức là theo ông thì cái mức uh, chi phí 300 triệu là cái mức chi phí tối thiểu để bệnh viện có thể thực hiện ca ghép tạng đó. 300 thì cháu ra giờ đủ, bởi vì một cái ca của nó cũng phải đến độ 800 cho đến hơn 1 tỷ, đấy là các cái chi phí thấp nhất Và cũng không phải ghép cái tạng nào cũng được. Ví dụ như ghép thận thì được nhưng ghép bộ phận khác thì nó lại còn có cái uh, tốn kém hơn rất nhiều. Thế cho nên chúng ta phải có được cái nhìn hết sức là thực tế về vấn đề này. Vâng, thế với những người nghèo thì họ được hỗ trợ ra sao? À, chẳng nhẽ khi mà những người nghèo mắc bệnh Họ đã tìm được uh, cái nguồn tạng phù hợp rồi Nhưng lại không có đủ tiền thì vẫn phải chờ chết hay sao ạ? Cái vấn đề này đấy, đây là một cái câu hỏi Mà có thể nói cũng rất khó mà có thể uh, trả lời Bởi vì là uh, nếu như mà có được cái bảo hiểm y tế Và chi trả cho các cái đối tượng này Thì bệnh viện cũng có thể thực hiện được Nhưng mà nếu như mà người nghèo không có tiền Thì bệnh viện cũng chẳng có một cái nguồn tiền nào mà để đi ghép cho người ta cả bởi vì là bệnh viện bây giờ nó tự chủ về tài chính và cũng không có được một cái nguồn nào để chi cho nó Thế chính vì cái lý do đó đấy, hiện nay đấy đối với lại cái người nghèo thì các cái bệnh viện mà đang ghép ấy, là người ta thường xin được từ các cái nhà tài trợ à, các cái nhà hảo tâm và kể cả là các cái công ty dược mà có các cái thuốc biệt dược mà chi cho đối tượng này thì chi trả cho những cái ca cá đó nhưng nếu như mà chúng ta làm bằng cái chất thường quy đấy, thì chắc chắn là không có được một cái nguồn uh, Kinh phí để chi cho nó Thế thì chúng ta cũng phải tính tới cái chuyện như vậy Thế vào một cái vấn đề nữa Mà chúng tôi cũng rất là quan tâm Tức là trong uh, cái thời gian tới uh, Khi mà xây dựng cái sửa đổi Cái luật về bảo hiểm y tế Thì đối với lại các cái trường hợp Mà đã có cái tham gia bảo hiểm y tế Mà có thể nói là rất là lâu Ví dụ như trong vòng 30 năm, 40 năm Nhưng mà người ta không sử dụng đến cái khoản uh, Chi phí đó Thì uh, có thể là sẽ có cái, cái nguồn của bảo hiểm y tế chi trả cho cái các cái đối tượng này thậm chí là kể cả người nghèo đi chăng nữa thì cũng cũng vẫn phải chi cho cái chống thải ghép của hàng tháng đấy tức mỗi tháng là dăm 7 triệu chục triệu thì lúc ý là cái nguồn tiền đấy nó phải có được một cái nguồn bảo đảm ổn định từ các cái tổ chức ví dụ như bảo hiểm y tế hay là từ một cái quỹ từ thiện thì chúng ta mới có thể thực hiện được Vâng, sau 12 năm đi vào hoạt động của luật lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác cũng như là một số bộ phận cơ thể khác thì có những cái sự mà bất cập trong bảo hiểm y tế. Ông cảm thấy là có cần phải điều chỉnh gì để cho những cái người mà tham gia bảo hiểm y tế có được những cái thuận lợi hơn trong việc là có thể cấy ghép tạng hay không ạ? Cái như tôi cũng đã vừa mới đề cập, đấy. tức là nếu như mà có cái sửa đổi luật bảo hiểm y tế thì chúng ta cũng lại phải tính tới một số các cái đối tượng chứ không phải là đối tượng nào cũng được đâu. Tức bây giờ tự nhiên mua bảo hiểm y tế trong vòng khoảng độ 1 năm, 2 năm mà bỏ ra mỗi năm có 650 000 Thế sau đấy rồi thì lại được hưởng cái tiêu chuẩn tức là một cái ca ghép độ 1 tỷ, xong chưa tính đến hàng tháng lại phải chi ra răm bên 7 triệu chống thẻ ghép nữa thì cái ngân sách nhà nước à, ngân sách của bảo hiểm y tế người ta không đủ để chi cho các cái đối tượng này. Thế cho nên là chúng ta cũng lại phải có một cái tính toán tức là khi mà có sửa đổi thì một số các cái đối tượng nào đấy mà người ta nhiệt tình tích cực tham gia vào cái công tác bảo vệ y tế và đã có một cái tham gia liên tục trong một cái thời gian dài và nếu như quỹ mà có cái điều kiện thì sẽ có cái chi trả một phần cho cái những cái trường hợp này. Vâng, ở một số nước phương Tây thì người ta có những cái quy định ví dụ như là những người mà uh, dân trưởng thành đủ 18 tuổi thì sẽ phải mặc định được coi như là đồng ý hiến tạng nếu như mà bị chết não Còn nếu như trong trường hợp họ có yêu cầu đặc biệt thì sẽ có đơn từ chứng từ để xin là không ghép não Xin là không cần ghép tạng Thế thì liệu là chúng ta có nên thay đổi theo cái cách làm của họ để cho cái số lượng người hiến tạng sẽ nhiều hơn hay không ạ? Đây là một cái cách mà không phải đến bây giờ mới có Cách đây 12 năm khi mà xây dựng luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy sắc thì chúng tôi cũng đã tính tới là cái quy định này ở một số các cái quốc gia đặc biệt là châu âu châu âu và khu vực bắc mỹ tức là cái suy đoán đồng ý theo nguyên tắc như vậy tức là không cần phải có cái thể hiến gì cả tức cái người đó bất kể vì cái lý do gì khi mà chết não thì đương nhiên là các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh sẽ lấy cái bộ phận cơ thể của người đó để ghép cho cái người khác trừ khi người đó không đồng ý khi còn sống thế thì đây là một cái quy định có thể nói là một cái rất là nhân văn nhưng vào cái thời điểm đó đấy thì À, chúng ta là cái quốc gia à, ở châu Á, nó vẫn là nằm trong cái vùng tức là chúng ta rất là là bí hiểm của các cái quốc gia của châu Á. Thế cho nên là trong cái quy định ở à, trong cái nhận thức của chúng ta về cái chết toàn thây, về cái kiếp luân hồi, chính vì cái lý do đó đấy thì chúng ta chưa có cái quy định về vấn đề này. Thế và trong cái uh, sắp tới khi mà sửa đổi bổ sung cái luật về hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác thì chúng tôi sẽ có cái cân nhắc để chúng ta đưa ra áp dụng các cái quy định này. Có như vậy thì các cái bộ phận cơ thể người của người hiến thì chúng ta mới đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay đang rất lớn ở những người mà có nhu cầu ghép cái bộ phận cơ thể người. Vâng, cảm ơn ông Huy Quang đã đến tham dự chương trình của chúng tôi. À, thưa quý vị, hy vọng rằng với những chia sẻ của ông Nguyễn Huy Quang trong chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã có cái nhìn toàn diện khách quan hơn về chuyện hiến tặng ghép tạng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin, xin kính chào và hẹn gặp lại.